luật sẽ có trong bản tin hôm nay. Cảnh giác với chiêu thức lừa đảo giả mạo các hãng thời trang lớn tuyển cộng tác viên online. Tiện ích hệ thống xuất nhập cảnh tự động tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Doanh nghiệp thực phẩm phấn khởi trước việc thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng liên quan về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2023, tại khu vực sông Bình Di, đoạn qua địa phận khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phong, sinh năm 1978, đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam nên tiến hành áp sát bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng đã nhảy xuống sông lặn trốn về phía bờ Campuchia. Cùng lúc này thì tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và đưa hai đối tượng Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài Tâm về cơ quan công an làm việc. Tại đây thì Sơn và Tâm khai nhận đã tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới. Kiểm tra sơ bộ tang vật trên xuồng máy, lực lượng công an phát hiện bên trong bao màu trắng có nhiều thỏi vàng và nữ trang với tổng trọng lượng khoảng 19kg. Đối tượng Nguyễn Tấn Phong đã ra đầu thú ngay sau đó. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ thêm Nguyễn Xuân Kiếm, sinh năm 1981 và Lý Thị Huệ, sinh năm 1976, cùng trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đồng thời, khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan, tạm giữ nhiều thỏi, kim loại màu vàng và đồ nữ trang có tổng trọng lượng khoảng 14kg. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 21 tháng 8, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp với đội thanh tra giao thông số 1, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Phước kiểm tra kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải bằng container trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Theo đó, lực lượng phối hợp đã kiểm tra, kiểm soát gần 20 lượt xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe đưa đón công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Qua kiểm tra thì đã phát hiện 5 lượt xe vi phạm với các lỗi như xe lắp bánh lốp không đúng kích cỡ, tài xế không có bảng lái xe, xe chở container trên xe mà không sử dụng thiết bị để định vị chắc container. Cùng với việc kiểm tra và lập biên bản xử lý các vi phạm, lực lượng chức năng đã nhắc nhở, tuyên truyền các tài xế chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông có thể xảy ra. Thưa quý vị, một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là việc nhẹ lương cao, lợi dụng tâm lý và mong muốn tìm việc làm thêm của nhiều người thì các đối tượng thường giả mạo các thương hiệu lớn để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Khoản tiền chúng lừa chiếm đoạt được từ hình thức này thường từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân về vấn đề này. Lợi dụng tâm lý mong muốn tìm việc làm thêm tại nhà của nhiều người, các đối tượng đã lập fanpage giả mạo một số hãng thời trang lớn, tuyển cộng tác viên cắt bác quần áo tại nhà, sau đó yêu cầu nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ đầu tư rồi tiến hành chiếm đoạt số tiền đó. Vì nhẹ dạ cả tin, không ít người đã sập bẫy lừa đảo của chúng. Và mới đầu số tiền nhỏ thì họ cũng tức là trả luôn cho tôi qua cái app Corona gì ấy. Xong đó mình cứ thực hiện vào nhiệm vụ những cái app đấy. Xong thì mình nạp tiền vào và rút tiền vào từ cái app đấy ra. Xong đến lúc khoảng 3 ngày sau, bắt đầu mới là ý là thực hiện những nhiệm vụ mà với số tiền lớn hơn. Thì bắt đầu mình thực hiện những cái số tiền lớn hơn thì xong nó nghĩ ra nhiều nguyên do là do mình làm sai thao tác này, do mình làm kết nối sai tài khoản này. Nói chung là rất nhiều lý do để nó không trả lại tiền cho mình. Thì mình đang nạp vào thì nó sẽ biện ra nhiều lý do để cho mình không thể lấy được tiền ra như vậy. Thì xong đến lúc tôi không làm nữa thì là nó mất hút đấy, không liên hệ được nữa đấy. Trên thực tế đây là thủ đoạn lừa đảo không mới. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy của các đối tượng. Sau khi bị dụ dỗ, bị hại chuyển thêm tiền để được rút số tiền có trong tài khoản với mức hoa hồng lớn hơn.
Nhận thấy bị hại không còn khả năng chuyển thêm tiền thì các đối tượng lừa đảo chặn liên lạc, xóa tài khoản của bị hại. Mỗi một người khi mà quyết định vào việc là mình sẽ tham gia các hoạt động thì phải tìm hiểu rất kỹ về cái địa điểm mà mình cộng tác, cái người mà đứng ra để mà cộng tác với mình là ai. Khi mình đã lựa chọn một cái địa điểm nào đó, một con người cụ thể nào đó để cộng tác thì mình cần phải có cái sự gặp gỡ, thậm chí là phải có những cái ký hợp đồng nhất định để mà từ đó có cái quyết định sáng suốt. Về cái mức hình phạt đối với cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì theo quy định tại điều 114 thì là tùy cái tính chất, mức độ hành vi phạm tội rồi liên quan đến số tiền chiếm đoạt mà mức hình phạt có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, hoặc là cái mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 12 đến 20 năm tù hoặc là chung thân. Đối với cái tội phạm chiếm đoạt cái số tiền lớn là từ 500 triệu đồng trở lên. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo, tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, hiện giá các loại gạo xuất khẩu của Việt Nam đều đã vượt các nước khác lên mức cao nhất thế giới. Biến động giá xuất khẩu cũng đẩy giá trong nước tăng từ 10 đến 30%. Trước thực trạng này, Bộ Công Thương vừa phát đi chỉ thị yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tại địa phương tăng cường theo dõi sát tình hình giá gạo, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, đầu mối bán buôn bán lẻ, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các kho nhằm kiểm soát nguồn cung, giá bán, ngăn chặn các hành vi vi phạm về niêm yết giá, đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo. Bên cạnh đó thì đang tăng cường kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm. Ngay sau đây sẽ là những thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thị trường các loại bánh trung thu đã bắt đầu nhộn nhịp với rất nhiều chủng loại sản phẩm, đa dạng về hương vị, mẫu mã và mức giá khác nhau. Nguyên liệu đầu vào tăng, hầu hết các nhãn hàng bánh trung thu đều tăng giá so với mùa bánh năm trước, mức tăng từ 10 đến 20.000 đồng một cái. Tùy vào chất lượng, trọng lượng, bánh trung thu được bán với giá từ 100 đến 400.000 đồng một cái và từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một hộp. Việc bánh trung thu tăng giá, đồng thời còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nên sức tiêu thụ mặt hàng này khá trầm lắng. So với những ngày đầu tháng 8, giá gà lông trắng hiện đã giảm khá nhiều. Loại gà trên 3kg một con có trại ở miền Bắc bán trên 35.000 đồng một kg. Giá gà trắng loại trên 3,5 kg một con bán trên 37.000 đồng một kg. Theo nhiều thương lái, do nguồn cung tăng cao cục bộ nên giá gà trắng vẫn đang có xu hướng giảm. Nhiều trại nuôi gà dự đoán đến khoảng đầu tháng 9, nhu cầu tiêu dùng gà tăng sẽ giúp cho giá sản phẩm tăng trở lại. Trừ mặt hàng dầu diesel, giá xăng và các mặt hàng dầu còn lại cùng đi lên trong kỳ điều hành ngày hôm nay, ngày 21 tháng 8, sau khi đã trích lập quỹ bình ổn. Theo đó, từ 15 giờ ngày hôm nay, giá xăng E5 RON 92 cộng thêm 517 đồng một lít, giá mới là 23.339 đồng một lít, giá xăng RON 953 là 24.601 đồng một lít, tăng 608 đồng một lít. Cùng với đó thì giá dầu hỏa tăng 420 đồng lên mức 22.309 đồng một lít và dầu ma rút tăng 313 đồng một kg, giá mới là 17.981 đồng. Tại kỳ điều hành này, duy nhất mặt hàng dầu diesel giảm 71 đồng về ngưỡng 22.354 đồng một lít. Về quỹ bình ổn, Liên Bộ quyết định không trích lập quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Ở chiều ngược lại, không chi quỹ đối với các mặt hàng xăng dầu diesel, dầu hỏa, dừng chi quỹ đối với dầu ma rút, kỳ trước chi 150 đồng một kg. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản góp ý về dự thảo quyết định thay thế quyết định số 24/2017 của Thủ tướng quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Tập đoàn này đồng tình với giá bán lẻ điện giảm nếu như chi phí đầu vào giảm 1%. EVN cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần nếu chi phí đầu vào tăng 3% trở lên.
Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm. Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Đồng thời, EVN lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để kiểm tra giám sát. Tuy nhiên, thẩm quyền điều chỉnh tăng giá sẽ căn cứ vào mức độ tăng giá của bán điện bình quân. Nếu giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá quy định, Bộ Công Thương sẽ có thẩm quyền quyết định khi nhận đủ hồ sơ phương án giá của EVN. Vào sáng ngày 21 tháng 8, siêu tàu du lịch biển tại quốc đảo Ship vận hành hải trình Hồng Kông đến Việt Nam đã đưa hơn 4.000 du khách các nước, có đó chính là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc vào vịnh Nha Trang. Đây là lần thứ hai siêu tàu du lịch biển này đến Nha Trang trong tháng 8 năm 2023. Cũng như lần trước, sau khi tàu neo đậu ngoài vịnh Nha Trang, cano truyền tải từng nhóm du khách vào bờ để tham gia các tour tham quan Viện Hải Dương Học, Tháp Bà Bonaga, làng nghề Trường Sơn, Chùa Long Sơn, chợ Đầm và trải nghiệm tắm bùn khoáng, khám phá làng quê ngoại thành Nha Trang bằng xe đạp. Trong chiều tối cùng ngày, tàu biển sẽ rời vịnh Nha Trang, tiếp tục hải trình đưa du khách quốc tế đến với cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với thiết kế 16 tầng, hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 du khách cùng với 3 hồ bơi, rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát có sức chứa 1.300 người. Tàu biển này sẽ là siêu du thuyền hiện đại bậc nhất của tập đoàn Royal Caribbean International. Tàu biển này hiện là du thuyền lớn nhất đang vận hành ở châu Á. Hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động AutoGate vừa được công an cửa khẩu tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đưa vào hoạt động từ ngày 15 tháng 8 vừa qua. Đây là bước cụ thể hóa chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và hàng không, rút ngắn thời gian cũng như chi phí, giảm tải giờ cao điểm, mang lại nhiều tiện ích, sự hài lòng của hành khách, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến Khánh Hòa văn minh và thân thiện. Sân bay quốc tế Cam Ranh hiện là một trong năm sân bay quốc tế ở Việt Nam đã triển khai hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động AutoGate cùng với Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Phú Quốc. Thay vì chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh như thông thường, cán bộ xuất nhập cảnh kiểm tra hộ chiếu. Thông qua AutoGate, hành khách chỉ cần quét tự động, qua đó rút ngắn thời gian xuống chỉ còn khoảng 30 giây một lượt khách. Trước đó, hành khách cần đăng ký sử dụng AutoGate qua các bước quét hộ chiếu, vân tay, quan trắc sinh học gương mặt. Hành khách chỉ cần đăng ký một lần, sử dụng trong suốt thời hạn còn hiệu lực của hộ chiếu. Tôi thường đi từ Mỹ về Việt Nam 2 lần trong 1 năm. Tôi cũng rất thường xuyên đi du lịch ở nước ngoài. Và đối với tôi thì AutoGate thực sự là một bước tiến rất là lớn, là một sự phát triển vượt bậc về công nghệ của hàng không Việt Nam. Nó đem lại sự tiện lợi, đem lại sự thoải mái và khiến cho khách hàng và các hành khách có thể cảm thấy hài lòng về dịch vụ của sân bay. Tôi thấy là nó tiện hơn rất là nhiều so với trước đây. Thì trước đây mỗi lần làm là tôi phải bắt đầu làm lại từ đầu. Còn bây giờ tôi chỉ cần làm một lần. Sau này tôi chỉ cần việc thẻ bắt bo với cái vé của tôi là tôi có thể đi được. Tiết kiệm rất nhiều thời gian so với trước đây. Tôi đề nghị là tất cả các sân bay tại Việt Nam này nên áp dụng công nghệ này vào. Nó sẽ kết nối với nhau thuận tiện hơn. Thì thay vì những sân bay lớn như hiện nay thì tôi đề nghị là nên làm rộng rãi hơn. AutoGate hiện đang vận hành trong giai đoạn đầu. Thủ tục nhập cảnh qua AutoGate áp dụng cho công dân Việt Nam đã đăng ký thành công. Riêng người có hộ chiếu gắn chip điện tử thì không cần đăng ký. Hiện khách nước ngoài chưa được sử dụng AutoGate để nhập cảnh. Sau khi đăng ký và kích hoạt thông tin hộ chiếu cùng với các thông tin cá nhân, hành khách sẽ di chuyển ra khu vực AutoGate để qua cửa hải quan. Công an cửa khẩu cũng sẽ tiến tới lộ trình triển khai đối với khách xuất cảnh. Việc triển khai AutoGate tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là từ ngày 15 tháng 8 2023 là thứ nhất là cái sự cụ thể hóa cái chủ trương chỉ đạo của chính phủ, những lãnh đạo Bộ Công an trong vấn đề chuyển đổi số. Cái thứ hai là việc khi triển khai cái hệ thống này thì sẽ hỗ trợ cho khách xuất nhập cảnh rất là thông thoáng và tạo cái sự thuận tiện và cái cảm giác thân thiện. Qua đó thì sẽ thu hút được cái lượng khách vào phát triển kinh tế của Khánh Hòa nói riêng cũng như đất nước nói chung, góp phần cải cách cái thủ tục hành chính trong lực lượng công an nhân dân. Căn cứ vào cái
lưu lượng của khách cũng như là cái nhu cầu sử dụng cái loại hình qua cổng AutoGate này, chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo các cấp trên để tiếp tục triển khai cụ thể trong thời gian tới. Việc triển khai công nghệ hiện đại AutoGate giúp giải tỏa cho hành khách xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng, nhất là vào các khung giờ giai đoạn cao điểm. Đây cũng là một trong những quy trình hiện đại của cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, thực hiện mục tiêu tối ưu hóa công nghệ không chạm mặt trong lĩnh vực hàng không. Tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế nổi bật khác có trong bản tin Kinh tế Phương Nam. Kim Thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức Kinh tế Phương Nam. Kính thưa quý vị, Việt Nam cam kết mục tiêu phát thải ròng bằng không đến năm 2050. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn của cả nước, cam kết tiên phong trong thực hiện mục tiêu này. Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tại Diễn đàn Kinh tế Xanh năm 2023 với chủ đề Net Zero, đương đến phát triển bền vững. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam cần khoảng 30 tỷ đô la Mỹ để thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh đến năm 2030. Trong đó, ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng tối đa khoảng 30% nguồn lực và cần huy động tới 70% từ các nguồn lực khác, mà chủ yếu là khu vực tư nhân. Cuối năm 2022, Bộ Chính trị đã có nghị quyết số 31 về định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và gần đây Quốc hội có nghị quyết 98 về cơ chế chính sách đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những định hướng khung pháp lý về thể chế để thành phố có điều kiện hơn thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia không chỉ là của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước, mà kể cả là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đặc biệt là của người dân thành phố. Thì ở đây trên các khía cạnh, các chính sách phải tập trung hỗ trợ và thúc đẩy cái sự chuyển đổi về năng lượng, công nghệ, mô hình sản xuất, tiêu dùng và ở đó doanh nghiệp là trung tâm được tiếp nhận các chính sách này để triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn huyện Cần Giờ để xây dựng thí điểm trước và đang khẩn trương xây dựng kế hoạch Cần Giờ không phát thải đến năm 2030. Tập trung vào chuyển đổi các phương tiện thủy bộ trên địa bàn sử dụng nhiên liệu thân thiện, tập trung vào sử dụng năng lượng sạch, tập trung xử lý rác thải, chất thải với công nghệ tiên tiến, đánh giá và thí điểm giao dịch tín chỉ carbon trên địa bàn huyện Cần Giờ. Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi tại buổi khảo sát thực địa một số dự án trên địa bàn quận 8. Theo đó, với dự án xây dựng đường vành đai 2, đoạn 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi giao Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, tra soát quy mô dự án, đề xuất hình thức đầu tư, phân kỳ đầu tư, lộ trình thực hiện đầu tư. Từ đó, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố trước ngày 20 tháng 8. Bên cạnh đó, đối với dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan làm việc với các nhà đầu tư quan tâm. Dự án cầu đường Bình Tiên đi qua quận 6, 8 và huyện Bình Chánh dài 3,2 km với tổng vốn hơn 6.200 tỷ đồng. Đa dạng hóa nguồn lực tài chính, thay đổi cách thực hiện thủ tục đầu tư, trình duyệt toàn bộ dự án một lần là một trong những giải pháp được Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng 200 km đường sắt đô thị trong 12 năm tới đây. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố đến năm 2020, tầm nhìn sau năm 2020, hệ thống đường sắt đô thị thành phố bao gồm 8 tuyến đường sắt đô thị MRT, 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray LRT. Tổng chiều dài của toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị thành phố khoảng 220 km với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng từ 25 đến 30 tỷ đô la Mỹ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8, Ủy ban Nhân dân quận 7 phối hợp với Hiệp hội Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ hội ẩm thực chay quận 7 với chủ đề Ngon và Lành tại cầu Ánh Sao, công viên Cảnh Đồi, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, lễ hội có quy mô hơn 200 gian hàng trưng bày cùng nhiều hoạt động như cuộc thi Green Chef 2023, mâm cỗ chay đặc sắc nhất, bữa cơm ấm tình quân dân, chương trình văn nghệ, đại tiệc buffet chay trên 10.000 người với hơn 100 món chay. Lễ hội nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Thành phố Hồ Chí Minh, tạo sân chơi cho các đầu bếp ẩm thực chay,
cơ hội để mọi người được tiếp cận các sản phẩm, thực phẩm xanh, sạch, có nguồn gốc thực vật. Sự kiện còn góp phần đẩy mạnh thông điệp ăn sạch, sống khỏe, đưa khách tham quan thưởng thức các món ăn chay cổ truyền lẫn hiện đại. Trong tháng của phở, một nhà hàng trong tòa nhà Landmark 81 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho ra đời phiên bản phở giới hạn mang tên Phở King. Đây được mệnh danh là vua của các loại phở với giá một phần gần 4 triệu đồng. Một bát phở King giá chính thức là 3.888.000 đồng, được bếp trưởng điều hành nhà hàng Oriental Pier chế biến. Thật không hổ danh là vua của các loại phở khi có nguyên liệu chế biến đắt đỏ trên thế giới như thịt bò Wagyu nhập khẩu từ Australia, nấm truffle có giá 45 triệu đồng một ký, gan ngỗng Pháp và lá vàng thực phẩm từ Đức. Và sau đó tụi chúng ngồi xuống và bàn bạc với nhau và có cái ý tưởng là mang lại cho khách hàng một cái trải nghiệm khác, cao cấp hơn, nhắm tới phân khúc cao cấp hơn cho những người thực sự là rất là yêu phở và đều được nhận xét tốt từ phía khách hàng. Phở King được xem là một phiên bản đặc biệt cao cấp hơn cho phở. Nét truyền thống của bát phở nằm ở sợi phở làm thủ công. Nước dùng được chế biến từ bò Úc như xương ống, đuôi bò, nạm sườn và xương gà ninh trong 48 giờ. Sử dụng gia vị và nguyên liệu truyền thống, phở ăn kèm các loại rau thơm đặc trưng của Việt Nam. Khi phục vụ, nhân viên nhà hàng sẽ cho nguyên liệu vào bát phở trước mặt khách. Dù mức giá đắt đỏ, nhưng phở King vẫn được sự đón nhận của thực khách. Mỗi ngày có 10 bát phở được bán tại nhà hàng. Thì thấy lạ, tất cả những cái gì cũng mới hết cho nên tôi muốn trải nghiệm thử coi nó như thế nào. Nhưng mà nói chung là tôi rất là hài lòng. Mọi người thật sự kinh ngạc và thích thú với phiên bản phở này. Thực khách sẽ được xem màn trình diễn thú vị ngay bên cạnh bàn của họ. Sau khi dùng thử, thực khách sẽ bị mê hoặc bởi hương vị và sự kết hợp tuyệt vời của tất cả các nguyên liệu, mang lại cho nó hương vị đậm đà khó quên. Phở là món ăn truyền thống của Việt Nam. Qua sự nghiên cứu chế biến của các đầu bếp, đã có nhiều phiên bản phở độc đáo được ra đời. Bên cạnh vẫn lưu giữ được nét đặc trưng truyền thống thì đã nâng tầm món phở Việt Nam lên tầm mỹ vị thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu khẩu vị của thực khách. Kính thưa quý vị, như vậy là sau 6 năm thí điểm, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Thủ tướng cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. 6 năm thí điểm, Ban An toàn Thực phẩm hoạt động như một sở nhưng bị vướng về mặt pháp lý. Các cơ chế và quy định pháp luật trong một số trường hợp không có hướng dẫn cụ thể nên còn nhiều lúng túng trong thực tế. Chẳng hạn như chỉ thực hiện thanh tra chuyên ngành, mọi hoạt động đều phụ thuộc vào kế hoạch và quyết định thanh tra của trưởng ban, không chủ động như thanh tra của sở. Do đó, ban đề xuất cần có sự thay đổi phù hợp với tình hình thực tế, cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm thành lập Sở An toàn Thực phẩm. Khi một cơ quan thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu và chúng tôi nắm bắt tình hình đồng bộ, cũng như trách nhiệm nó sẽ được tập trung, không có phân tán, không có đổ thừa trách nhiệm cho nhau. Ban chỉ mới là một cái mô hình thí điểm thành lập từ ba sở. Nhưng mà khi mà chúng ta quản lý nhà nước về một lĩnh vực như cái thực phẩm này, đặc biệt là về lĩnh vực thanh tra, chúng ta rất cần những cái căn cứ về pháp lý cho nó rõ ràng. Mà ở trong luật không có mô hình ban thì làm sao có căn cứ pháp lý? Thực tế cho thấy, trong hơn 6 năm thí điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì đã xảy ra 12 vụ ngộ độc thực phẩm, là 185 người mắc và 7 người tử vong. So sánh với giai đoạn trước khi thành lập Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 cho thấy số vụ ngộ độc giai đoạn 2017 đến 2022 giảm 10 vụ, số người mắc giảm 8 lần so với giai đoạn 2014-2016. Ban đã xây dựng triển khai chuỗi thực phẩm an toàn, liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành và các tiêu chí thực phẩm an toàn như VietGAP, GlobalGAP càng ngày càng gia tăng. Hệ thống phân phối truyền thống lớn hiện đại ngày càng được cải thiện. Về chống thực phẩm bẩn, tăng cường công tác thanh tra tăng lên rất nhiều lần so với thời gian trước. Do đó, việc Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh được cho phép chính thức thành lập nhận được sự quan tâm của người dân cũng như các doanh nghiệp thực phẩm trên địa bàn. Đối với sự mong chờ của chúng tôi á, thực ra đến thời điểm này thì chúng tôi cho là muốn hơi là trễ. Nếu mà được sớm hơn thì phải nói là tốt. Nhưng mà thôi thì dù muộn thì cũng là đến thời điểm này là cũng là một điều rất là phấn khởi rồi.
thì chúng tôi cũng mong muốn là khi mà đã được thành lập sở an toàn thực phẩm thì lúc đó thì các cái sự liên kết giữa các cái doanh nghiệp thực phẩm trước đây, ví dụ như chúng tôi phải đi tìm kết nối nhiều đầu mối, có khi là cũng một cái sự việc đó mà chúng tôi phải kết nối khi thì sở này, khi thì sở kia. Nếu như mà đã được thành lập sở an toàn thực phẩm rồi thì lúc đó chúng tôi chỉ cần liên hệ với một đầu mối duy nhất thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm. Về trình tự thủ tục thành lập sở an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, sau khi có ý kiến chấp thuận của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định thành lập sở an toàn thực phẩm trực thuộc chính quyền thành phố. Sau khi sở an toàn thực phẩm được thành lập, trong vòng 30 ngày làm việc, Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm bàn giao công việc nhân sự liên quan trên cơ sở chuyển bộ phận thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm từ Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh theo nguyên tắc nguyên trạng. Bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.